Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 215. Bây giờ người của Đại Mộng Tịnh Thổ sắc mặt cũng không đẹp gì cho cam. Cách nói này của Ngô Luân Hồi quả thật quá mức quá phận, bọn họ không thể tiếp thu được. Kể từ trước cho tới nay, người nào cưới công chúa của tiền tộc hay thánh đức của Đại Mộng Tịnh Thổ thì một đời khẳng định nếu chỉ có duy nhất một đạo lữ Không thể cũng không được cho phép làm càn Tỷ phu Huynh không thể bội tình bạc nghĩa Tiểu lô ly tóc bạc kêu lên Còn lắc lắc cánh tay của sở phong nữa kìa Hiểu hiểu muội tới đây cho ta Anh vô địch răn dạy cô nhóc Sau đó mọi người đều nhìn thấy anh trích tiên Tần lạc âm Đồng thời bước đến một cách yểu điệu thướt tha Cùng nhìn về phía sở phong Khuôn mặt đen gì biểu lộ sự bất mãn Ôi nhìn thấy hai người này Ta chợt nhớ đến một vài ký ức sớm Chiều của nhau ở dị vực Sở phong cảm thán Sau đó hắn rất tiểu sái Đi đến giữa hai người Đưa tay muốn chạm vào mi tâm của các nàng Thông qua đó để chuyển đi Một phần ký ức Này người định làm gì thế hả Anh vô địch đen mặt vọt tới Lập tức ngăn trở ngay Nhưng mà sở phong đã dựng lên một trùm sáng mãnh liệt, bao trùm quanh cơ thể hắn, ánh răng rực rỡ đó lập tức biến thành một quần sáng, đánh bại anh vô địch ra ngoài. Điều này làm cho rất nhiều người hoảng sợ. Ngô Luân Hồi này tuổi ta không lớn, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Sau khi anh vô địch xuất quan, ai cũng biết y rất lợi hại, đã đạt đến cấp độ kim thần viên mãn. Nhưng lúc này y lại không thể địch lại Ngô Luân Hồi. Đối phương còn chưa ra tay, đã có thể ngăn trở y rồi. Tiểu hữu, người đây là đang muốn làm gì lão quái vật của a tiên tộc và đại mộng tịnh thổ đều giật mình trán là một vị trí rất yếu ớt có thể dễ dàng thuyên thủng thần hồn của người ta mà lúc này anh trích tiên và thần lạc âm cũng đang chống cự có phòng phạm nữ thần bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho người ta chạm vào trán của mình như vậy thật là quá mức thân mật rồi còn gì hãy tin ta ta sẽ không làm hại các ngươi đâu sở phong bình tĩnh nói ánh mắt chuyển đến tình nghĩa chân thành tha thiết hắn quả thật muốn cho hai người khôi phục lại ký ức nếu không chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ rối tung rối mù đi, kết quả sẽ không mấy tốt đẹp nên lúc này hai người khôi phục lại ký ức mọi chuyện có thể giao cho các nàng tự lựa chọn âm âm hai người vẫn đang giao thủ ngắn ngủi với hắn nhưng sở phong hiện tại thật sự quá khủng bố sau khi hồn quang và thân thể kết hợp với nhau Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ Bên ngoài cơ thể còn có xích thần trật tự hiện lên Ngăn trở hai vị nữ tử này Thực lực của hai người xếp trong thế hệ này Đều có thể tiến vào vài vị trí đầu Kết quả đều bị sở phong thông song hóa giải Xoạt Hắn ấn tay một cái Một vị thần quang điển đi vào bì tâm của anh Trích Tiên Sau đó hắn nhẹ nhàng rút ra Ngô Luân Hồi Người đã làm gì chị của ta? Anh vô địch vô cùng tức giận và lo lắng Lần thứ hai vọt tới Sau đó Cả người sở phong đều bao trùm trong hào quang chói mắt Hắn như một con chim bằng vàng rực Đang dương cánh Xoay người đánh về phía anh vô địch Không được Người của Á tiên tộc kinh hoàng la lên Cho rằng sở phong muốn động thủ với anh vô địch Để muốn ngăn lại Kết quả lại phát hiện ra Không cách nào nhanh bằng hắn Căn bản không ngăn được Chỉ nghe xót một tiếng anh vô địch bị sở phong áp chế một vị thần quang cũng đi vào bên trong bì tâm của y lập tức khiến anh vô địch kêu to một tiếng sau đó y hoàn toàn thất thần tiếp theo sắc mặt lại đen như đít nồi bởi vì trí nhớ mà sở phong bắn qua rất đơn giản đều là hình ảnh ngày thường hắn kêu mình là em vợ còn có cảnh tượng ánh hiểu hiểu thần thiết kêu sở phong là tỷ phu chuyện này quả thật quá kích thích khiến cho anh vô địch muốn thổ huyết sau đó y liền thật sự phụt huyết ra. Người, làm sao có thể là tỷ phú của ta? Y gào to. Xung quanh ánh mắt một đám người nhìn về phía y đều có vẻ cổ quái. Đương nhiên cũng có rất nhiều người bị đả kích. Lẽ nào ở một thế giới khác, sở phong cùng anh trích tiên, đúng thật là đạo lữ rồi. Sở phong vô cùng quyết đoán, lập tức vọt qua phá tan phòng ngự của tần lạc âm. Một con tay điểm qua truyền cho nàng một ít ký ức có liên quan. Đương nhiên thời gian ngắn ngủi không cho phép hắn có thể đánh thức toàn bộ ký ức của mọi người, chỉ có thể truyền qua một vài đoạn ngắn ngủi. Anh Trích Tiên cùng thần lạc âm đều bị xung kích làm cho xuất thần. Trong lúc nhất thời chỉ đứng đờ ra tại chỗ. Ta không tin, dù là ngươi lạnh lùng như anh Trích Tiên, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Hồn quang của nàng đang rung động, nội Độ tâm cũng không thể giữ bình tĩnh Tuy rằng từ khi nhìn thấy ngô luân hồi trong lòng nàng đã có hào cảm, nhưng phần ký ức lúc này vẫn khiến nàng cảm thấy giật mình, run rẩy cả linh hồn. Sở phòng tiến đến âm thầm nói nhỏ, ta có thể cùng gây thi triển thất bảo diệu thuật. Trong lúc nói chuyện, một tay của hắn đã tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết của anh Trích Tiên. Sau đó hồn quang của hai người thông qua cánh tay và hòa hợp. Anh Trích Tiên lập tức ý thức được bọn họ thật sự có thể thi triển thất bảo diệu thuật. Nhưng người ngoài thì không thấy được điều này, chỉ thấy bọn họ đang tay trong tay, tức khắc đơ cả người ra. Người đang xem trực tiếp lập tức phát ra tiếng quỷ khóc sói trù thảm thiết. Rất nhiều thanh niên quyền rùa ngô luân hồi, mà bên trong đại bộng tịnh thổ cũng có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất tàn nát cõi lòng. Hai người tách ra, người nào cũng xuất thần. Đây là đã, đã xảy ra chuyện gì? trường lão á tiên tộc giật mình lẽ nào ngô luân hồi thật sự mang theo phần ký ức đó trở về chuyện này thật sự quá kinh người vai ba lão của đại mộng tịnh thổ cũng khá chấn động trải qua nhiều thế hệ chỉ có cực kỳ ít người có thể mang theo một chút ký ức trở về xem ra ngô luân hồi này không thể coi thường được giờ phút này tần lạc âm sắc mặt tái nhợt một phần ký ức được kích hoạt lại khiến cảm xúc của nàng bị chấn động vô cùng mạnh nàng nhìn về phía sở phong với ánh mắt vô cùng phức tạp. Giả, dạ, nàng tự nhủ với mình, đều là thật. Sở phong nhìn nàng chăm chăm. Mẹ, tất cả đều là sự thật, để con giúp mẹ thể hồ quán đỉnh, cho người nam rõ hoàn toàn chân tướng nha. Tiểu đạo sĩ cất lời. Đôi khi đó rất giống sở phong, lúc cần quả quyết thì không hề do dự. Nhân cơ hội này nó chuyển qua một phần ký ức rất lớn đương nhiên chuyện này khiến tròn đó tiểu hào rất nhiều năng lượng dù sao nó còn chưa sinh ra mà đây cũng là nguyên nhân mà trước đó nó vẫn không manh động chỉ có thể giảng giải trần tướng qua lời nói thôi trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái giống như ngô luân hồi đang vận dụng yêu thuật ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh trích tiên và tần lạc âm có mấy lão quái vật trong thần điện ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sở phong Lão quay vật thì tộc mở miệng nói Tiểu hữu Người mang theo một phần kỹ quay về Có thể cho ta nhìn một chút hay không Ta không thể cho người xem Mỗi người đều có bí mật của riêng mình Ta chỉ có thể cho người xem Một phần hình ảnh mà ta biết được thôi Sở phong ôn hòa đáp lại Tiểu hữu Việc này có liên quan vô cùng rộng Ta muốn biết thiên tri kiều tử của tộc ta Làm sao lại có chuyện ngoài ý muốn Ngươi phải cho chúng ta xem Trường lão bạch phượng tộc hung hổ dọa người. Ta vô cùng kính trọng các vị tiền bối, nhưng cô luận hồi ta cũng không phải là người sợ phiền phức đâu. Sở phong lạnh giọng đáp lại. Mấy vị đạo hữu, ta cảm thấy cần thiết phải bắt hắn lại tra hỏi cho đến cùng. Ngay cả trường lão đạo tộc cũng nghiêm túc mở lời. Phải biết rằng, đây chính là những đại gia tộc vô cùng mạnh. Có 20-30 vị lão quái vật ở đây trông giữ. Nếu thật sự muốn động thủ, bọn họ tin chắc rằng dùng cốt luân hồi có là thiên tài cũng phải bị bắt thôi. Bọn họ đều là người ở cấp độ kim thần tại viên mãn, để đến từ các bộ tộc mạnh nhất vũ trụ như đạo tộc, phật tộc, thi tộc, bạch phượng tộc, hoàng kim thiên chu hay thiên thần tộc. Ông Dương Phong vọt vào thần thiện mà quát lớn, cả người khinh người quá đáng. Người lùi ra đi, ta nghĩ mấy vị tiền bối đây là quan tâm quá mà loạn, chỉ nhất thời nóng lòng mà thôi, cứ để ta ứng phó Sở phong bình tĩnh nói Gặp nguy mà không loạn Trấn định và thong dong. Điều này làm cho mấy lão quái vật của tiên tộc Đại mộng tịnh thổ đứng ngoài cuộc Không khỏi xem trọng thêm mấy phần Trên thực tế Thân phận ngô luân hồi lúc này của sở phong Không thích hợp làm lớn chuyện Phải tránh liên lụy đến những người liên quan Nếu như Ở thân phận sở phong Hắn đã xâm một trường đập chết mấy tên này <laughs> Ngô Luân Hồi, ngươi thật là quá tự mãn, ý của người là muốn một người đối đầu với cả đám lão già chúng ta sao bậc cha chú của đại diện chiến thể nói lớn ta chỉ muốn cùng các người đàm phán thôi sợ phong lắc đầu bớt nói nhảm đi người mau tới đây cho chúng ta xem ký ức lão quay phật thi tộc ra tay trước nhất lão không sợ chút nào bởi vì người của phật tộc đạo tộc đã đứng đây tuyệt đối sẽ cùng nhau động thủ vậy hãy để cho ta lĩnh giáo tuyệt học của các vị tiền bối Giọng Phong bình thản nói. Bên trong thần điện bùng đổ đại chiến, chỉ trong nháy mắt, Hoàng Kim Thiên Chu phun tơ, Bạch Phượng Dương cánh, lão quỷ thi tộc phun ra nuốt vào khói đen ngập trời. Người có cấp độ kim thần đại viên mãn của Phật tộc tụng chân kinh, bắn ra pháp ấn lấp lánh. Trong lúc nhất thời, Nên này đã sôi trào năng lượng Nhưng đồi đất sôi sùng sục, trông cực kỳ đáng sợ. Những người này đều có khả năng đột phá đến á thánh lại cùng nhau liên thủ tất nhiên vô cùng kinh người nếu là lúc trước mấy cao thủ của thế hệ trẻ liên thủ lại cũng đánh không lại một người trong số họ nhưng hiện tại sở phong đã vượt qua ngày trước thực lực tăng vọt trở thành người mạnh nhất đời này hắn đánh ra thiểm điện quyền càng người phát sáng lại vận dụng bất tử điều hô hấp pháp đây là hô hấp pháp chưa hoàn thiện thần kỹ của thần cầm ở dương gian mà tiêu nữ hy dạy cho hắn năng lượng nơi này thổi quét qua chấn động đến mức kinh thiên động địa loáng thoáng thấy được xích thần có trật tự bắn ra từ trong thân thể sở phong chúng đàn xen vào nhau quét sạch tứ phương thần điện này không giống với những đời khác vô cùng kiên cố nếu không cũng không thể chịu đựng được lực xoáy không gian này bình binh bốp bốp cuối cùng một đám lão già đều bị sở phong đánh bay va vào vách tường của thần điện rồi ngã phịch xuống đất phun đầy máu tươi ra. Mặt sở phong lại vẫn phòng thái tràn trề sức sống, Cả người rực rỡ, đứng yên một chỗ trông rất bình tĩnh, không có chút nào nhếch nhác. Các vị tiền bối đắc tội rồi. Hắn tàn nhiên mở miệng, nếu như đã ở vũ trụ, mấy người này cũng đã bị hắn săn bắn rồi đem đi bán rồi. Nhưng bây giờ thì không được, còn đang ở trực tiếp đây. Nói xong câu này, sở phong lập tức đi ra khỏi thần điện chào hỏi mấy người đại bộng tịnh thổ Vã tiên tộc rồi phiêu đãng bay đi ngô luân hồi dứt khoát trời đi đại bộng tịnh thổ làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên cứ thế mà đi thôi sao con hàng này chạy nhanh quá quên mang theo cả ta còn bà nó ta còn phải tự mình chạy trốn đấy Ông dương phong nguyền rủa nói hai người cùng nhau rời đi không thích hợp dù sao thì đã đánh thức một phần ký ức rời đi lúc này là đẹp rồi sở phong khẽ nói trường vực của đại mộng tịnh thổ tất nhiên không thể ngăn cản được hắn trên thực tế cũng không có ai phát động trường vực mặc cho hắn rời đi sở phong biết á tiền tộc đại mộng tịnh thổ đều quá hùng hãn không thể cho phép hai nữ cùng gả cho một người mà hắn cũng không muốn bọn họ khó xử chính mình rời đi là được rồi tất cả kết quả đều có thể dự liệu từ trước tiếp đó sở phong ngựa không dừng phó mà bước đi bây giờ hắn đã là đại tông sư trường vực băng rừng vượt núi đều không có ai có thể theo đuôi sau đó hắn tiến vào một vùng có thủ phí có thể vượt qua trường vực của tinh hệ này mà rời đi tinh cầu này đầu tiên hắn ở một tinh hải tìm thấy mấy thứ hộp đá kìm cường trác sau đó hắn lại biến đổi thân phận mấy lần thay đổi phương hướng đi ngang qua rất nhiều trường vực truyền tống hướng về địa cầu chỉ mất thời gian mấy ngày Sở Phong đã bay về địa cầu, khôi phục lại chân thân, đã về đến nhà rồi, thì có thể thành tĩnh lại. Hắn lập tức liên hệ với đám người đại hắc ngưu, hoàng ngưu, lão lư, hỏi bọn họ đang ở đâu. Đi côn lôn đi, chúng ta đang tập trung ở côn lôn. yêu yêu công chúa cũng đang ở đây. đại hắc ngưu nói cho hắn biết. Sau đó Sở Phong liền chạy tới núi côn lôn, nhìn tên đám đại yêu này, hắn liền có cảm giác thần thiết đừng nhìn hắn cho rằng đám người này đều lãng quên chuyện ở dị vực. Nhưng trên thực tế, sau khi bọn họ chắp phá ký ức cũng không kém vào nhiều so với hắn. Côn lôn sơn cây cỏ xanh ôm, linh khí dày đặc, thăng nước bằng bạc như rồng vô cùng tráng lệ. Không chỉ có yêu yêu xuất quan, thì thiếu nữ cũng chạy tới. Được đấy, đúng là không đơn giản. Người ở đại mộng tịnh thổ, dám một tay ôm hai, muốn cưới cả hai bà vợ bách phú mỹ đúng là đủ hoa tâm rồi hi thương nữ trào phúng hắn sở phong vỗ ngực nói ta là hạng người như vậy sao tất nhiên là không phải rồi đúng rồi thiếu nữ hi người đã quên hết chuyện ở dị vực sao thật ra chúng ta ở đó đã phát sinh rất nhiều chuyện đủ loại dây dưa người có lẽ không còn nhớ rõ đâu đó người đối với ta là tình ý miền man sợ phòng nói khoác mà không biết ngượng khiến hi thiếu nữ trợn mắt há mồm một đám đại yêu ở núi cồn đồn cũng cứng hết cả lưỡi bọn họ hiểu ngay ra rằng con hàng này vẫn còn nghĩ bọn họ không nhớ mấy chuyện xảy ra ở dị vực nên ở đây ăn nói ba hoa khoác lác sau đó yêu yêu xuất quan phong hoa tuyệt đại đi tới càng ngày càng trông sâu không lường được phong thái như một nữ hoàng Ô không lẽ người lợi hại đến mức còn nhớ yêu yêu mang theo nụ cười tủm tỉm Yêu yêu, có thể gặp lại ngươi, ta vô cùng cao hứng. Ngươi có biết không, hai người chúng ta ở dị vực đồng sinh cộng tử, sát canh cùng nhau đại chiến với con của thần. Sợ phong há mồm liền đói, không ngừng chém gió, trên mặt tràn đầy thâm tình cùng kích động. Đại hắc ngưu trận mắt há hốc mồm, ông ta ý thức được con hàng này phải gặp xui xẻo rồi. Dám nhân cơ hội trêu ghẹo yêu yêu, thật sự cho rằng yêu yêu không biết chuyện ở dị vực sao. Hoàng ngưu dùng tay che lại một con mắt mặc niệm cho sở phong còn đỏ mặt thầy cho hắn đúng là đồ không biết xấu hổ dám trêu đùa yêu yêu xấu hổ thế này thật đáng thương nha đến cả lão lư cũng không dám hí nữa đổ ra vẻ mặt đông tinh ông ta không đành lòng nhìn nữa bèn xoay người sang chỗ khác yêu yêu cảm ơn vì con người trong cuộc đời hai người chúng ta đã cùng nhau trải qua những tuyệt vọng những cảm động rõ ràng ngày trước mắt khiến cho trái tim ta rung động không thể nào quên đi thời gian trăm năm chúng ta bên nhau ta luôn nhớ rõ chưa từng quên ngươi sở phong xến sẩm ngay tại đó đây vẻ say mê và thâm tình nhưng cho dù là đại hắc ngưu hay Hồ đông bắc hoặc là lão lư ra mặt dày cũng cảm giác nổi da gà thật sự chịu không nổi trong lòng bọn họ có thể nói hết sức đồng cảm lần này sở phong quá mức phù trường hoàn toàn bại lộ cực kỳ xui xẻo chuyện này thật sự khiến cho bọn họ đỏ mặt vì hắn Chu Toàn thật sự không chịu nổi nữa, muốn nhắc nhở Sở Phong, gãi gãi sau đầu, bốn cái sừng dài trên đầu, định há miệng gọi Sở Phong. Nhưng Đại Hắc Ngưu rất quyết đoán giữ chặt gã, âm thầm truyền âm nói: "Người còn trẻ tuổi quá ngây thơ, ngươi định làm gì? Đây là cơ hội hiếm có tới mức nào để cho Sở Ma đầu tự mình mở lòng, nghe tâm ý của hắn, biểu hiện cho công chúa yêu yêu thấy rất tốt." Chu Toàn không nói gì, Đại Hắc Ngưu rất là không phúc hậu để cho sở phong giải phóng chính mình à đoán chừng lát nữa sẽ bị đánh bay lên loạn trường hợp này có thể dự đoán được bản thân của hắn cũng cảm thấy kích động thay cho sở phong hoàng cừu lấy tay che một mắt một con mắt khác thì đang nhìn trộm cũng âm thầm truyền âm nói với chu toàn không tìm chết thì sẽ không phải chết để cho hắn phù trường đừng động vào hắn để hắn tiếp tục phóng túng chính mình để hắn tiếp tục tán tỉnh yêu yêu đê trong nhánh mắt ngắn ngủi một đám đại yêu cồn đồn đạt được nhận thức chung nhìn sở phong tìm đường chết nhìn hắn phu trương cho hắn có cơ hội tán tỉnh yêu yêu ôi thật đúng là cảm động ta sao khóc đến nơi rồi Hy thêm đứa cực kỳ xấu xa mắt to cười thành hình trăng lưỡi điểm biểu hiện bộ dáng rất trùng lập lắng nghe nói sở phong gây và yêu yêu rốt cuộc đã cùng nhau trải qua những gì mà khiến cho người khó có thể quên đi như vậy nói kỹ một chút đấy bọn ta đã trải qua rất nhiều chuyện cảm động trời đất khắc cốt kỳ tâm cho dù có phương xa trở về ta cũng không thể quên có một số chuyện vĩnh viễn khắc sâu vào trong linh hồn của ta cả đời không quên được sở phong bộ dáng đầy cảm động ánh mắt thâm tình nhìn yêu yêu công chúa nét mặt kia dáng vẻ kia trông như thật sự có tình cảm hồn nhiên chân thành tha thiết chảy xuôi giữa hai người huỳnh đệ người thật đáng thương Hồ đông bắc há cái miệng rộng ra nói, đây đúng là lời thật lòng. Trong mắt bọn họ Sở Phong bây giờ tốt như vậy, là được bảo đảm sẽ bị đánh cho đến gần chết. Đúng vậy, rất đáng thương. Vinh Thệ ơi, ta đau lòng thay ngươi, vô cùng đồng cảm với ngươi. than ôi! Đại Hắc Cừu lại giả vờ vỗ vỗ vai Sở Phong, thở dài mặc niệm. Sở Phong hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có chút nghi hoặc. Tình cảm của hắn đối với yêu yêu mấy tên vừa mùa này cảm động với thương cảm cái gì chứ? Các người thật đúng là nhạy cảm, có chút yếu ớt. Đây là những hoạn hạn ta và yêu yêu cùng nhau trải qua. Có cảm động, có chân tình. Nhưng các người không có việc gì, lại loạn nước mắt cái gì chứ? Lão Lư ta hỏi ngươi, ngươi sao lại thế này? Sở Phong nhìn chăm chăm vào Lão Lư. Lão Lư không giọt nước mắt, đứng đó làm bộ lau lau thở dài. Huỳnh đệ à, Người có biết lão lừ ta luôn luôn có lòng đông cảm. Nhìn thấy người như vậy, nghe người nói những lời thảm thương như vậy, ta thật sự cảm thấy nổi hết cả da gà. Trong lòng xúc động, rất muốn khóc thay cho người. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề rồi. Sở phong vẻ mặt buồn bực ngẩn người, khiến cho con lừa cảm động đến phát khóc. Cái này gọi là chuyện quái gì đây? Hắn lại thâm tình nhìn về phía yêu yêu. Không biết sống chết tiếp tục buông lời tán tỉnh kể từng chi tiết cụ thể chuyện bọn họ cùng sinh cùng tử như thế nào ở thế giới bên kia. Ví dụ như yêu yêu giống như tiên tử trên trời tới cứu sở phong, hay ví dụ như sở phong không thèm để ý đến an nguy của bản thân giúp yêu yêu cản một giáo của trưởng tử võ thần, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hai người cắn bó một đường nâng đỡ và đồng hành. Không cần cứu tên phô trương này. Hoàng ngư hoàn toàn trẻ hai mắt lại, không đành lòng nhìn hắn. Đại lão hắc đứng tại đó run rẩy nói Lần đầu tiên trong lịch sử ta biết huynh đệ ta sở đại ba đầu Có thể rắc máu chó đến như vậy Điều này quả thực đến chết Cũng phải tán tỉnh gái Cho dù người nghiêm túc như Nga Vương Cũng đứng đó gật gù đầu Từng thấy kẻ mặt say Chỉ là chưa từng thấy ai vô đạo đức như sở phong này Không thấy đáy Mà Vương vuốt vuốt cái đầu bóng lưỡng Của bản thân thở dài nói Huynh đệ của ta Đây là đang trên đường tìm chết đã đi là không quay đầu một đường tiến thật xa chẳng ngại khó khăn vừa nhìn đám người dưới chân núi mặt dày vô địch thiên hạ không biết lần gặp khó khăn này cú ngã này có lẽ đủ để hắn trở về vị trí ban đầu vài năm cuối cùng yêu yêu mở miệng ta phải dài tung bay đẹp tựa hoa thơm khi chất lánh xà hiện tại của nàng đã bộc lộ hết ra ngoài quả nhiên là tư thái của người cao thủ một thời của vũ trụ hoàng kim thượng cổ Nằm đó nàng là mỹ nhân đứng đầu tinh không Hơn nữa bất khả chiến bại Không gì cản đổi Tiền nữ phòng phạm nữ vương đứng trước mặt nàng Cũng phải cúi đầu khi chất còn cách xa Người đang kể những chuyện Ta cùng trải qua với ngươi à Yêu yêu bình tĩnh hỏi Nhìn chăm chăm cái tên tự tìm đường chết này Yêu yêu Người quên rồi sao Người bị trưởng tử của võ thần đánh trúng một chiêu Ta thì triển một loạt thần thuật cấp đại tông sư Ôm ngươi bay lên trời chui xuống đất thay đổi hướng đi qua núi sông suốt chín ngày chín đêm ôm ngươi vút bay hy thương được cảm giác ê cả răng không thể chịu nổi hắn yêu yêu lại rất bình tĩnh nói nhưng không phải ngươi mới ở đại mộng tịnh thổ muốn cưới hai đại thánh nữ sao giờ nháy mắt lại đến chỗ ta lừa tinh ngươi đây đã tìm đường chết sao chính là tìm đường chết thật mà yêu yêu người thay lòng đổi dạ người đã quên tất cả tình cảm đậm sâu ta dành cho ngươi chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện như vậy Sao ta có thể tán tỉnh đứa tử khác Ở đại vọng tình thổ Ta chỉ làm cho có lệ Nói giỡn muốn kết hôn với hai thánh nữ Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý Ta mới nhân cơ hội rút lui Tất cả đều là vì ngươi Ta muốn nhanh chóng chạy đến cạnh ngươi thôi Sở phòng nói cầu chính nghĩa Thật đúng là giả dối quá đi Ta cảm giác chịu không nổi Rất muốn yêu yêu công chúa đập chết hắn Ngay cả lão nữ cũng nói thầm như vậy Huống chi là những người khác Yêu yêu nhìn Sở Phong nói Ngươi tin rằng trí nhớ của ngươi không sai Nhớ rõ mọi chuyện lúc đó của ta và ngươi à Đương nhiên Tại thế giới đó chúng ta nương tựa lẫn nhau Cùng nhau tiến lên tình nghĩa chân thành Ta thật sự cảm thấy rất đau lòng Lục xoáy không gian quá tàn nhẫn Cắt đứt hết trí nhớ của ngươi Sở Phong lại tiếp tục tìm đường chết Nhưng lần này Yêu yêu cũng không chịu nổi nữa Không muốn nhìn hắn tiếp tục ba hoa trích chuyển như vậy Trực tiếp nhấc tay giáng cho hắn một ngũ lôi oanh đỉnh một tia chớp dáng thẳng xuống đầu yêu yêu xong người để đối xử với ta như vậy sở phòng rất thiếu phùn chớp yêu yêu xoay người vung một trưởng nữa lập tức khiến cho đời đó xuất hiện một cái hố to hình người sở phòng biến mất bị đánh sâu vào bên trong hố đồng thời một tia sấm sét cũng theo sau đáng đời huỳnh đệ đừng như vậy nữa chúng ta đều mang theo ký ức trở về đều nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra ở dị vực. Đến giờ phút này, Đại Hắc Ngưu mới có lòng tốt nhắc nhở. Sau đó Sở Phong nhấc chân tức giận bốc khói. Chuyện này mẹ nó quá xấu hổ. Hắn thật đúng là tinh thần không biết sợ tự tìm đường lăn lộn ở chỗ này. Sau khi lao ra khỏi hố, không đợi yêu yêu trừng trị hắn, Sở Phong đã tự mình dập đầu vào vách núi, hơn nữa thét lớn. Các người đừng cản ta, 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 ta không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống nữa rồi. Thật là hiếm khi một kẻ mặt dày như sở phong bây giờ lại có thể phát điên lên. Thật sự có chút cảm giác như sắp sụp đổ. Sau đó hắn bang 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 vài cái đã động sụp vách núi. Bình đệ đừng đập đầu vào đá nữa. Sao mặt người rất cứng, đụng sụp cả núi bây giờ. Người nhìn xem hiện tại nơi này đây cát đất khói bụi. Núi sông xinh đẹp vô duyên vô cớ bị phá hủy rồi. Sở phong nghiến rằng nói cả đám người các ngươi lại hại bạn hại bè đại lão hắc hoàng ngưu lão lư hổ siberia lão đầu trọc ta phải quyết chiến với các ngươi quyết chiến đến chết các người cùng lên một lần đi muốn quyết chiến thì đến đây yêu yêu dáng người tuyệt đẹp đường cong là lướt nhấp nhô có một đôi chân dài chuẩn tỷ lệ vàng nàng bay đến vòng eo tinh tế ngoài ra được gọi là đầu óc rộng rãi cổ tuyết trắng tựa thiên nga gương mặt hoan mỹ không chút tỉ vết nhìn chăm chăm sở phong sau đó hai canh tay trắng như tuyết chợt duỗi ra đánh thẳng về phía sở phong kèm theo một tia sấm sét yêu yêu chuyện này là có hiểu lầm sở phong trong lòng cảm thấy chột dạ giải thích một chút lần này hoàn toàn xong rồi ta nhớ rõ đây không phải lần đầu tiên sở phong này lá gàn tương đối lớn tán tỉnh yêu yêu trái tim thủy chung bất tử truyền chọn khiêu chiến loại thách thức độ khó cực hạn kiểu địa ngục này bội phục bội phục hồ đông bắc dùng đùi đắc ý chúng ta bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất vô cùng thương tiếc trước tinh thần dũng cảm tìm đường chết này của sở phong đến chết cũng phải tán tỉnh sang nằm đến đầy đốt vàng mã thăm mộ của hắn một ngày này trong lòng sở phong u ám một lần hoài nghi nhân sinh quá xui rồi tự mình tìm đường chết chính mình nuốt quả đắng đóng cửa ăn năn cũng không được yên bình thiếu nữ hi ngồi ngoài cửa bắt chước đủ kiểu tìm đường chết của hắn điều duy nhất khiến sở phong có chút an ủi chính là tối hôm đó quang não của hắn nhận được tin nhắn của tần lạc âm khiến cho hắn giật mình có chút gấp gáp ngồi dậy tần lạc âm nói rõ nàng đã khôi phục trí nhớ nếu phải lựa chọn nàng hy vọng có một ngày sở phong có thể đường đường chính chính xuất hiện ở đài mộng tịnh thổ về phần cô luân hồi để cho hắn đi xuống địa ngục vứt cho anh trích tiên. Hả? Đây là có ý gì? Sở phong suy tư. Chuyện này có gì đáng xem trọng? Hắn không phải là ngô luân hồi sao? Đương nhiên đó chỉ là thân phận giả. Đây là yêu cầu có một ngày sở phong dùng thân phận thật sự đến đại vọng tịnh thổ. Sau đó vứt bỏ thân phận giả ném cho anh trích tiên. Đây là ám chỉ cho anh trích tiên một giấc mộng công dã tràng hay là sao? ngày hôm sau tin tức đứng đầu bảng tin truyền ra từng ngôi sao hắc huyết tuyên bố ai tiên tộc đưa ra quyết định quan trọng nhất chọn quân luân hồi làm đạo lữ cho ánh trích tiên ngày hôm đó trong đại bộng tĩnh thổ tân đã âm mặc kệ sự uy hiếp và cảnh cáo của trưởng lão tuyên bố với bên ngoài một sự kiện lớn rất quan trọng người trong vũ trụ thế hệ này ai có thể đánh bại sở phong năng gả cho người đó nếu không ai có thể đánh bại được sở phong nặng băng long gà cho ma đầu sở phong điên rồi sao đây là như thế nào nữ thần tần lạc âm đây là đang tức giận quá mà nóng đầu một lấy thần diệt ma à? một đám người ai cũng khiếp sợ khắp các vũ trụ phản ứng dữ dội còn kinh ngạc hơn cả chuyện á tiên tộc chọn ngô tuần hồi làm đạo lữ chấn động một thế hệ thiếu niên ái tiên tộc chọn ngô tuần hồi đây là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người dù sao tiểu đầu tì tóc trắng kìa ngay cả tỷ phu cũng đã gọi rồi Hơn nữa trước mắt mọi người Nói Ngô Luân Hồi và anh Trích Tiên Sớm đã kết thành đạo lực ở dị vực Chuyện này căn bản không cho mình đường lui Nếu không thể trở thành đạo lữ Vậy thì nhất định sẽ trở thành kẻ thu Mà con là không kết không ngưng Nhưng tần lạc âm đây là Đang náo loạn diễn cái gì Ngay cả mọi người của đại mộng tịnh thổ Phải bà lão nhanh chóng tìm nàng Nhưng đã quá muộn Lời nói cũng phát ra rồi các vị đừng lo lắng Hiện tại sở phong tu vi gì Cùng lắm cũng chỉ là tu sĩ cấp tố hình thôi Hiện tại nhóm người từ dị vực trở về này Cũng ở cấp độ kim thân Cũng có kim thần đại viên mãn Thậm chí có người đã đột phá Đến lĩnh vực á thánh Có gì đáng sợ chứ Sở phong ma đầu Hiện tại chẳng quan là một dĩa đồ ăn nho nhỏ Một quyền có thể giết chết Sau đó một đám người hưng phấn Là hét muốn đến trái đất Muốn săn sở phong ma đầu điều này quả thực là một hậu lễ từ trên trời ban xuống quá dễ dàng ta đã biết nữ thần thần đặc âm đây là cho mọi người một cơ hội bây giờ giết sở phong dễ như trở bàn tay tù sĩ thế hệ ta đều có thể giết tuổi trẻ đang sôi trào cảm thấy đây là cái bánh trên trời rơi xuống hận không thể lập tức đuổi đến trái đất săn sở phong giành quyền bắt đi trước sâu bên trong tinh không ông dương phong đang thống khổ gấp rút lên đường sở phong đem hắn ta xuống hắn ta chỉ có thể tự mình vất vả tìm truyền thống trang vực không ngừng nguyên rủa sau đó hắn ta cũng nhận được tin tức nhất thời ánh mắt đăm chiều nói nói là vô tình hay hữu tình đây là cho sở phong một cơ hội cực lớn sao thân phận khác biệt đi cưới người khác biệt kẻ phô trường tự tìm đường chết đây là may mắn hay là bất hạnh về sau ra khỏi cửa cũng hết cách phần thân phải chuẩn bị hai loại gương mặt Đây là đi đại bộng tịnh thổ thành thân trước Hay là đi á tiên tộc thành thần trước Ông đây không trở về trái đất Ở chỗ này trở tên phố trương kia Các vị Tinh thần đại hải là hành trình của chúng ta Trái đất là bờ đối diện chúng ta Ai muốn cũng không cướp được Đến trước quyết chiến với sở ma đầu nào Trong tinh không Không ít người hò hét Từng tiến vào dị vực Hiện tại thực lực tăng vọt bây giờ tự tin gấp trăm lần. Cùng lúc đó, trong thế giới dương gian rộng lớn, nhân gian trần chính, dương khí cuồn cuộn, có người đang cố gắng mở hỗn độn, chặn đánh xuyên một trùng ngậu ngắn, muốn tiến vào âm phủ. Bẩm báo đạo chủ, chúng ta thử nhiều lần rồi, phát hiện một con đường cổ đổ nát, có lẽ có tỷ lệ thành công nhất định, có khả năng tiến vào âm phủ được. Trong một ngôi đền cổ xưa, một đám cường giả quỷ xuống lại dập đầu với một tượng thần giống như nặng từ đất trên phủ đầy tro bụi lớp đất trên người dày cả một tầng ước chừng hơn nửa thước lúc này tượng thần mở miệng thân thể khẽ nhúc nhích bụi bặm rơi xuống mấy người phía dưới trong lòng sợ hãi vì đại năng cổ lão này ít nhất mấy vạn năm chưa từng mở miệng chưa từng nhúc nhích máu thịt khô xác khốc bất đi thần thức của hắn hiện tại sống lại quả nhiên vẫn còn sống Chà chà, năm đó nè mới còn cá nhỏ và âm phủ. Có người trên người trồng bẫu kim, có kẻ thì trên người chịu nguyên rùa, đều là vật thí nghiệm của ta. Nếu có thể vượt qua, tìm được cơ hội thu hồi mấy con cá nhỏ kia. Mặt khắc mầm mống âm phủ này không có tệ, bè một đám về, không giới hạn chủng tộc. Ta muốn nhìn xem thử, sau khi bọn chúng về dương gian, có thể phát triển thành tình trạng gì vị đại năng này mở miệng chấn động lòng người tuần pháp chỉ của đạo chủ bẩm đạo chủ gần đây có đệ tử môn hạ của đại năng khác cũng đang hành động hình như cũng muốn tiến vào âm phủ một trong những cường giả quỷ gối bên dưới bẩm báo nói ừ chuyện này có thể đoán trước một vài thứ dương gian thất lạc ở âm phủ vẫn luôn bị tìm kiếm bọn họ đây là chưa từ bỏ ý định chú ý động thái của bọn họ nơi dường gian diện tích rộng lớn mênh mông nhưng hiện tại đã không còn yên bình nữa có phải vị đại năng cổ xưa đang hồi sinh một vài thế hệ sau do sự sắp đặt trước đó của bọn họ về âm phủ hiện tại có phải người bắt đầu có hành động trong tinh không khắp nơi dậy sóng ánh trích tiên của á tiên tộc phải gà cho ngô luân hồi người ngoài không cách nào ngăn cản cũng không dám động vào nhưng khi thần linh đóng một cánh cửa nhất định sẽ mở ra cho người ca một cánh cửa khác. Đây là quan điểm của rất nhiều người. Cũng như lần điểm an ủi để có được. Bởi vì cùng tần lạc âm đang chọn đạo lữ, điều kiện không một chút hà khắc. Chỉ cần đánh bại sở phong rồi đến, quá dễ dàng. Có người đang cười to. Nếu là trước đây, dám nói như vậy, nhất định sẽ bị cho rằng cả bị điên rồi. Dựa vào cái thá gì mà dám trong đại sở ma đầu có bằng nhiêu người dám trắng trợn như vậy. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi sự kiện đại mộng tịnh thổ kết thúc, một lượng lớn thiếu niên dần trưởng thành, mấy trăm người thực lực tăng vọt, đều dần đến cấp kim thân hoặc trực tiếp trở thành cao thủ cấp kim thân. Có người thậm chí đã là kim thân đại viên mãn, có người có thể trùng kích lĩnh vực á thánh. Không thể so sánh được một đám thiên tài vũ trụ giống như Niết Bàn Trọng Sinh thời gian một năm mà thôi hoàn toàn thay đổi da thịt thực lực đột nhiên tăng mạnh tự tin tăng lên gấp bội trước đây không chỉ bọn họ cho dù là đại diện chiến thể ánh vô địch kim lân đạo tử cũng không chắc là đối thủ của sở ma đầu nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác rất nhiều người cực kỳ tự tin có lòng tin giết chết sở phong hiện tại bọn họ cho rằng ở cảnh giới này đủ để nhìn xuống sở phong kim thần đại thành còn đánh không lại một kẻ Bởi các bậc tố hình sao Sau đó con người ý thức được Chỗ này có sơ hở Thứ nhất là người thành công săn được sở phong Xem như là người thắng Hay là kẻ cuối cùng thắng mới tính là người thắng Sau đó tần lạc âm Đưa ra thời hạn Trong vòng một tháng Ai có thể đánh bại sở phong Chiến thắng những người khác Cho dù là độc chiếm ngao đầu Thì cũng có thể giành chiến thắng Chà chà Xin chào tiên tử đại mộng tịnh thổ Ta là nữ vì dường thuộc dòng dõi Thừ hưởng thế gia Vùng sông nước Giang Nam ở trái đất Giống với đại vọng tịnh thổ của các vị Gia đình có tiếng là học sâu hiểu rộng Ta có lời muốn hỏi ngươi Nếu cuối cùng sở phong đánh bại Tất cả đối thủ Không ai có thể chế ngự hắn Nữ thần tần lạc âm có thật sự muốn gả cho hắn không Lão Lư Trên trái đất mở miệng Thông qua tài khoản trình Cô sao Nguyên thú đặt câu hỏi cho đại mộng tịnh thổ Bức cùng tần lạc âm cắt 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 sở ma vương không thể nào chiến thắng được đừng có nhiều lời như vậy hiện tại nếu nói quá nhiều mà hoàn toàn đáp trả lời ảo mộng viển vông cuối cùng sẽ trở thành một trò cười thôi một con lửa cũng dám lên tiếng người đang chọc cười sao tự rước nhục vào thân có lẽ sở phong rất nhanh chóng sẽ bị người ta bắt giết dễ như trở bàn tay người nói nhiều như vậy cũng không thay đổi được điều gì trong tinh không một vài người phản ứng Có một số lại lạnh lùng Cũng có người khinh thường Một số lại cực kỳ xấu xa Xưa không bằng nay Đến hiện tại có một số bộ phận Tương đối lớn không sợ sở phong Không còn sợ kẻ gọi là sở ba đầu này nữa Ngày ngày hôm đó Có rất nhiều người lên đường Đi đến trái đất Để bắt con mồi của bọn họ Một cuộc cạnh tranh đầy liều mạng bắt đầu Một đám người cạnh tranh ganh đua Yêu cầu công ty thông thiên trùng động mở ra trùng động siêu cấp hận không thể lập tức tiến vào hệ mặt trời kẻo bị tụt lại phía sau trong mắt không ít người sở phong đã trở thành miếng thịt trên thớt gỗ trong số bọn họ có người lúc trước từng bị sở phong đánh bại và bắt sống hiện tại cảm thấy cơ hội báo thù đã đến nhất định phải mạnh mẽ trấn áp sở ma vương âu dương phong cười lạnh trong tinh không cảm thấy những kẻ này đơn thuần là đi tìm chết dám đến tìm sở bắt đầu làm phiền có lẽ đến cuối cùng sẽ bị tra tấn đến mức nghi ngờ về chốn nhân sinh ngay cả bổn vương cũng không dám chọc vào tên kia đám người các ngươi không chết cũng phải chết mà lúc này sở phong căn bản không thèm quan tâm đến sự ầm ĩ của đám người này hắn đang nhìn những kẻ này như thổ 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 đặc sản đều là con mồi là một thảo thiết thịnh yến hiện tại hắn chạy đến Đồng hải bất diệt sơn đang trao đổi với yêu tổ chi đỉnh muốn một lần nữa tiến vào vùng đất đọa lạc đi tìm tiểu chủ tước đưa nó về chốn âm phủ nhưng yêu tổ chi đỉnh từ chối không chịu giúp hắn làm chuyện này vì sao sở phòng khó hiểu hỏi nó yêu tổ chi đỉnh trả lời cho dù có con đường xưa nằm đó hợp với hai giới nhưng muốn đối điển cũng tiêu hòa có nhiều năng lượng nội lực có hạn của ta không đủ dùng nó thản nhiên năng lượng của nó đã cạn kiệt không thể làm được điều này khiến cho sở phong đỏ lắng kéo dài vài ngày cũng không sao nhưng thời gian dài sẽ thành chuyện lớn dựa theo tình hình trước mắt không phải là một đêm trăm năm một năm vũ trụ âm phủ sắp xỉ trăm năm vùng đất đoạ lạc chậm thêm vài ngày nữa vùng đất đoạ lạc sẽ trôi qua mấy năm có cách nào không sở phong vội vang hỏi trừ phi cho ta hấp thụ đủ năng lượng tinh khiết một lúc nếu không phải cần một năm rưỡi nữa mới đủ hồi phục yêu tổ chi đình trả lời sắc mặt của sở phong lập tức xám ngoét một năm rưỡi nữa vùng đất đoạn lạc đã phải trải qua 50 năm đến 100 năm quá lâu tiểu chủ tước sẽ trở thành đại chủ tước hay lão chủ tước mất phải nghĩ cách thôi hắn suy nghĩ trong lòng để cho bản thân tỉnh táo lại lo lắng quá cũng vô dụng tốt hơn hết nên bình tĩnh trong lòng một chút sau đó hắn trở về đuôi côn lôn tìm được cơ hội liên luận bàn với một đám đại yêu núi cồn lôn mầu sở phong ba đầu người đây là trả thù trắng trợn quan báo tư thù Đại hắc cừu tru lên tiếng trầu rống cào vang cả trời hồ đông bắc cũng rất cảm thán trống giận liên tục chống lại tiềm thiện quyền của sở phong ai ôi đau chết lư ra rồi ta vốn xuất thân từ thế gia dòng dõi thư hương không am hiểu nhất chính là đánh đánh giết giết huỳnh đệ dừng một ngàn lỗi lầm đều là của ta, không nên nhìn ngươi tự đi tìm đường chết san như vậy. Có điều, người ngoan cố tán tỉnh yêu yêu công chúa. Bọn ta có thể ngăn cản ngươi một lần, cũng không thể ngăn cản ngươi hai lần, ba lần, rồi lại bốn lần. Không còn gì nghi ngờ nữa. Sợ phong sau khi nhàn rỗi, bắt đầu luận bàn hữu nghị với đám đại yêu côn lôn sơn. Sao dục bọn họ kết cục của việc không nghĩa khí, dám trở mắt nhìn hắn nhảy vào trong hố lửa cái đám vô liêm sỉ này quá xấu xa. Cho nên một đám đại yêu cồn đồn gặp xui xẻo, gào khóc thảm thiết. Sở phong Mỹ danh viết, con hạn cùng chịu, có khổ cùng ăn. Hắn bị ngũ lội oanh đỉnh, nhưng người này cũng phải nếm thử cùng, không chút cảm giác của lôi kiếp này. Hai ngày sau sở phong đăng nhập vào tài khoản màu vang của mình trên phẩm thai nguyên thú, vô địch thật tịch mịch biết bao. Phát hiện rất nhiều người đang khiêu khích, cực kỳ phiền phức hơn nữa rất nhiều người đang ước chiến cực kỳ cao giọng hoàn toàn không coi hắn thành một bàn đồ ăn mà trong đó lại có cả kẻ bại trận trước đây hiện giờ cũng vênh mặt đứng lên nói lời bất kính với hắn thật là nực cười sớm ban đầu này sao luôn dùng tên tài khoản vô địch thật là tịch mịch biết bao để là kiêu ngạo đến mức nông nổi không sợ gió thổi bay lưỡi sao <laughs> nhìn thấy trên tài khoản vàng này ta đã muốn cười rồi Sở Phong hắn bây giờ cũng xứng đáng sao? Nếu nói lời công bằng, hiện tại rất nhiều người giơ tay là có thể bóp chết hắn. Sợ phong ma đầu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đêm trăng tròn trên trái đất, ta tự trói một tay đấu với người một trận. Sợ phong nhìn thấy rất nhiều bình luận, sắc mặt xanh xám, hai mắt sâu thăm thẳm. Năm người này thật sự chán sống rồi à? Dám khiêu khích và vấy bẩn hắn như vậy, thật sự là tìm đường chết cuối cùng hắn nhìn thấy có người bình luận với ngữ khí van xin sở phòng người rất lương thiện ta cầu xin ngươi cho ta một cơ hội đi nhìn đến chỗ này sở phòng còn có chút vừa lòng nhưng nhìn thấy câu nói tiếp theo sắc mặt của hắn đột nhiên lại trầm xuống phía sau phía rằng sở phòng người rất lương thiện người nhất định phải giữ lấy chịu đựng sự cơ hội cho ta chờ ta đến hệ mặt trời bắt giết ngươi đổi lấy cơ hội trở thành đạo lữ của tần lạc âm Sở phong dùng chính tài khoản vàng của mình Trên ngôi sông Nguyên Thú trả lời lại nói Một đám không biết sống chết Các ngươi đều cút đến đây cho ta Nhân tiện nói với trưởng bối nhà các ngươi Chuẩn bị tốt cho đàn dược cấp A Thánh Chờ chuộc các ngươi về đi Đến một kẻ giết một kẻ Đến hai đứa giết cả một đôi Vùng tay chém xuống Không có gì vô nghĩa Đến lúc đó đồng người cuồn cuộn Máu chảy thành sông Sợ phong đại ma đầu sông điệu thấp Đã hơn một năm cuối cùng cũng lên tiếng giống như nằm đó lập tức trở thành tiêu điểm gây sốc ánh mắt khắp nơi điên rồi vẫn còn cho rằng giống một năm trước sao tất cả mọi người đều lớn mạnh thực lực tăng vọt chỉ có ngươi còn đang dậm chân tại chỗ cũng muốn tranh đấu với ta chờ chết đi này sở phong ta thấy người điên rồi hẹn hai ngày sau ta sẽ đến lấy đầu ngươi có thể nói tài khoản bầu vàng của sở phong nghiễm nhiên trở thành một bãi chiến trường tiên hoa giả trẻ tuổi khắp nơi đều đến nhắn lại cùng chung một mối thù đều hận không thể lập tức bắt đầu săn giết hắn sở phong không chút chịu thua không phải thân phận ngô tuần hồi hiện tại nói cái gì cũng không cần lo lắng suy nghĩ tương đối sảng khoái người tìm đường chết thì đến đi thậm chí không cần các ngươi đến sở đại gia ta cũng muốn chủ động tiến vào tinh không ta sẽ đến đại mộng tịnh thổ đón dâu người đại mộng tịnh thổ đứng ra chầm chọc khiêu khích ép buộc sở phong <laughs> sở phong ba đầu người cái tên dập tắt ý suy nghĩ kia của mình đi hiện tại người không xứng đáng xuất hiện trước mặt thánh nữ đại mộng tịnh thổ bọn ta một năm trước đã không cho người cơ hội chưa từng tặng thiệp vàng cho ngươi đã sớm đáng người ra khỏi danh sách thiếu niên thiên tài mạnh nhất hiện tại dù người gây sức ép thế nào cũng không gây ra nổi sóng gió gì người không thể hoàn toàn quá phàm tục không đủ tư cách tiến vào đại mộng tịnh thổ của chúng ta. Nhưng lời này tương đối không nể mặt. Nhưng sở phong nghe xong lại chỉ cười lạnh. Chuyện này đúng là không đủ kích động hắn. Hắn trả lời, cứ chờ đó đi, ta sẽ trực tiếp tiến vào đại mộng tịnh thổ. nhất định sẽ cưới thánh nữ của các người, thuận tiện sinh một đứa bé. Về sau con ta nhất định sẽ trở thành người đứng đầu đại mộng tịnh thổ. Các người đều phải bái nó, nhân tiện cũng phải bái ta, gọi ta một tiếng thái thượng giáo chủ nếu không sao có thể khiến cho các ngươi thần phục và kính sợ đây là cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm của các ngươi đến lúc đó các ngươi đều phải cúi đầu chờ dập đầu hành đại lễ với ta đi ai ôi ta cái vô lượng thiền tôn nhà nó ta đi ta đi ta cái gì đà phật nhà nó trời ơi ta nói tục quá một đám người tức phát cáu nhất là người đại mộng tịnh thổ Quả thực không thể nhịn được nữa rồi Một vài lão ẩu sắc mặt trầm xuống Lại có người mở miệng nói Nếu có thể giữ lại ngô luân hồi thì tốt rồi Kén rẻ như bây giờ Con trách thể thống gì Gặp phải loại ác nhân như sở ma đầu này Chẳng sợ hiện tại Hắn có thành tựu thế nào Nhưng lại rất khiến cho người ta khó lòng chịu đựng Ta nói này các lão bằng hữu Nên ma đầu này sẽ không trở nên rất mạnh đâu nhỉ Ngộ nhựa đánh đến cửa Nơi này chúng ta đều là tiến hóa giả cấp kim thân Không thể hàng phục được hắn Thì làm sao bây giờ Thật sự phải để cho hắn trở thành đạo lữ Của tần lạc âm sao Không thể nào Hắn nhất định không có loại cơ duyên và tạo hóa này Một năm trước chúng ta đóng cánh cửa kia lại vì hắn Hắn có thể thăng cấp thất bại Đợi hắn tìm đường chết Có điều hắn thật sự có thể tiến vào Và ngoài chờ đợi Cũng không còn cách nào khác Lão nhân bịt mũi cũng nhận ra chứng tỏ sự đáng sợ và vận may của tên ma đầu này chúng ta mất mặt thì mất mặt cũng không sao nhưng ha ha hắn không có cơ hội đó đâu sau đó trong vũ trụ ầm ĩ một trận một bên toàn tiếng khiển trách một bên nghiêng về bác bỏ sở phong mọi người dùng gọi bút làm vũ khí nói sở ma đầu quá kiêu ngạo đây đơn thuần là đi tìm chết lúc này vùng đất đọa lạc sở phong mới rời đi mấy ngày nhưng thời gian trên vùng đất đã trôi qua mấy năm loại tốc độ thời gian trôi qua này quá đáng sợ sợ phong sẽ trở lại sao một tiểu chu tước siết chặt nắm tay càng gầy rực đỏ lông chim sáng đèn long lánh nhưng đầu hỏi Hồ ly lông vàng đồng thời nói ta luôn cảm giác hắn không đứng đắn không đáng tin cậy một chút nào hồ ly lông vàng sắc mặt tăng thường nói ai chẳng có lúc trẻ tuổi Thưa dịp thanh xuân còn tồn tại thời gian chưa hết gắng sức cười nhiều lên nếu không sau này đớn dần lên một khi trời khỏi dị vực đi chứng chiến đất khách quê người đi qua sông luân hồi nhìn thấy bộ mặt thật của đại cục xưa nay muốn cười cũng không cười được chỉ còn lại máu và nước mắt thôi tiểu chú tước không phục còn nói ta cảm thấy sở phong là một tên phô trương lúc nào cũng không khóc được hồ đi đông vàng nghe thấy vậy ngẩn người cuối cùng gật đầu mà nói ừ cũng có chút đạo lý hắn có lẽ là một bông hoa kỳ lạ ít nhất ra mặt dày thế gian hiếm thấy trong những thiên tài ta từng tiếp xúc hắn là một cao thủ đứng trên núi nhỏ tiểu chu thức nghe lời nhận xét kia nhất thời cảm thấy buồn bực cũng không còn lời gì vậy sao phải đi theo một người như thế sao vũ trụ âm phủ một đông âm thanh ồn ào ầm ĩ sau hai ngày đám thiên tài đầu tiên đuổi đến hệ mặt trời tiếp cận trái đất trực tiếp cào tên sở phong gọi hắn ra chiến một trận sau đó làm gì có sau đó nữa năm người đến sớm nhất này khoảng chừng hai mươi mấy người đều bị sở phong sắt như đồ ăn tất cả đều bị đuổi ngã máu nhiễm tinh không đều bị bắt ngoài địa cầu một tên cũng không chạy thoát một năm trôi qua ta nói sao các người không tiến bộ được thêm chút nào vậy ta nhớ rõ trong các ngươi có vài tên năm đó bị ta bắt sống sau đó bán đi Hiện tại lại đến nữa Bị bắt bán thành nghiện à Đúng là thói hư tật xấu Đây là bệnh phải trị Những lời nói này của sở phong Như cái tát mạnh vào mặt Và bồm bốc lên mặt một vài người Khiến cho bọn họ khuôn mặt đỏ bừng bừng Chuyện này cực kỳ phản khoa học Sao sớm bắt đầu lại khủng bố như thế Thực lực quá mạnh Quá khứ áp chế bọn họ Hiện tại vẫn y như thế Đồng thời chỗ này cũng có rất nhiều gương mặt mới Càng thêm buồn bực hơn hiện tại bọn họ ra thay đổi thịt. Hồn quang vô cùng cường đại, nhưng trước mặt sở phong, quả thực không dám nhìn thẳng, bị đánh từ điên cuồng, một đám đều trở thành đầu heo. Những tiền tài cấp vũ trụ này bây giờ đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, quá bi thảm, xương cái gần đứt, miệng trùng hơn nửa số răng bên trong. Muốn bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mật mặt gia đình. Trong vũ trụ trong mắt rất đầy đất một năm trôi qua khắp nơi ai cũng nghĩ sở phong ba đầu thụt lui không theo kịp thời đại sớm đã bị những thiên tài cuột khởi bỏ ra kết quả sự thật tàn khốc như thế sở bắt đầu vẫn hung tàn như trước hơn nữa còn hung tàn đến tận trời sở phong mở miệng nói quá yếu ớt đây đều là cái gọi là thiên tài sao có vài kẻ cấp kim thân cũng chưa mãn cấp cũng có ý đến trái đất không tự tìm xem ta là ai Hiểu chữ trên tài khoản vang viết không Vô địch thật là tịch mịch biết bao Muốn các người đến đây Ta còn suy nghĩ có lẽ có thể sẽ không quá tịch mịch nữa Kết quả sau khi các người đến đây Ta mới phát hiện Quả nhiên phải tịch mịch muôn đời rồi Ai ô Ta cái gì đào Phật Thật đáng xấu hổ Thật là tức giận Tên này quá khó xử tí Ai tìm chém hắn dùm cái đi Bên trong vũ trụ Tất cả đều không chịu nổi rồi một đám người đằng đằng sát khí Không tin chuyện lạ Có người cấp kìm thần đại phiền mãn lên đường Muốn vào hệ mặt trời Đến trái đất đi thu hoạch đầu của sở phong Đừng phí công phí sức Sở đại gia của các người quyết định Chủ động tiến vào tinh không Tự mình đi đến đại mộng tịnh thổ Cưới mẫu thần của con ta Cả người cứ ở trên đường Quy xuống im lặng chờ đợi Sở phong nói Lập tức khiến cho một đám người tái mặt Cũng có nhiều kẻ tính tình nóng này sớm đã tức giận không thể nhịn nội trận lôi đình những người này cũng cảm thấy sở phòng ba đầu quá kiêu ngạo lại còn dám chủ động tiến vào tinh không sở phong đúng là không sợ mặc dù thật sự nhỡ có á thánh chưa từng rời khỏi vũ trụ âm phủ hắn cũng có thủ đoạn trang vực để tự bảo vệ mình hiện giờ hắn là đại tổng sư trang vực có thể tiến vào tinh không không cần trốn tránh đại mộng tịnh thổ chuẩn bị mở cửa sơn môn răng đen kết hoa chờ ta đến cửa đón dâu các người có thể trang trí trước không đâu sau đó ta sẽ đến ngay sở phong này thật sự làm việc quá cầu thả bộ dáng không chút nào sợ hãi lập tức muốn đến đại mộng tinh thổ ta đau tim đau gan thật sự không chịu nổi rồi ai đến trái đất diệt cái tên ma đầu kia đi rồi thật sự là quá kiêu ngạo các người xem hắn đắc ý kìa sắp lên tận trời rồi không phải chỉ là một ma đầu thôi sao bắt được một đám người kim thần bậc sơ thì có gì ghê gớm đánh tàn với một người kim thân đại viên mãn để hắn ta rơi nước mắt ròng ròng quỳ trong tinh không tạ tội không như thế không đủ xua tàn oán hận trong lòng tân người có tính tình đóng này thật sự tức đến nỗi dậm chân Tất sở phong khiêu khích đội ngũ các tộc như vậy cảm thấy trong lòng nhen nhóm lửa giận đến sôi máu chủ yếu là vì trong mắt bọn họ lại ban đầu sở phong là một ác bá là một tên vô liêm sỉ ban đầu rất vô lại làm kẻ buôn người bán bằng hữu của bọn họ bây giờ vốn tưởng rằng hắn thụt lùi rồi cuối cùng cũng không theo kịp bước tiến của thiên tài ở thời đại này không ngờ hắn không chỉ có bước tiến lớn còn hung tàn hơn sau khi giao thủ bước đầu ban đầu kia đánh ra chiêu bài trên sân trời nguyền thú mở cửa hàng sở ra của hắn đồng thời đặc biệt viết là núi không cần phải cao có tiền sẽ nổi danh cửa hàng không cần phải lớn có đặc sản là có linh khí đây thật ra là nhịn ai chứ không nhịn được khinh người quá đáng không thấy sao hắn sâu hơn hai mươi tên thiên tài thành một chuỗi giống như xuyên mâu mất quả vậy cũng giống như trói một bầy chim sẻ thật tùy tiện cho thành một chuỗi dài đó là thiên tài cấp vũ trụ đấy vì hắn bày bố đủ kiểu ảnh chụp mọi tạo hình trưng bày trong cửa hàng sở ra nhà hắn. Kẻ buôn người này còn mắc bệnh cũ, muốn bán người, hơn nữa rất vô liêm sỉ, Vừa vét giá cao. Bản thân mọi người đều phẫn nộ vô biên. Các vị, ta cũng là bất thác sĩ, đem bóng tĩnh thổ bởi ta đến chỗ bọn họ đón dâu, Ngành đón mẹ của con ta tân lăng âm. Nhưng mà không đưa lộ phí. Các người biết đấy, chúng ta là cửa hàng nhỏ thôi, kinh doanh không lời không lỗ, miễn cưỡng duy trì được cho nên lần này bắt đắc dĩ bán chút đặc sản địa phương kiếm chút độ phí đi đường mười một đám rùa trụt cổ của công ty trùng động thông thiên quỷ hút máu mở trùng động cho ta qua sông tinh không đi đón vợ cho nên các vị có tiền cho tiền không có tiền thì cho người tương trợ nhiều có một câu nói rất hay trong tứ hải đều là huynh đệ các vị huynh đệ mời mọi người đến ủng hộ cửa hàng sở ra cách một năm lại khai trương hy vọng đại cát đại lợi Sở phòng có thể nói vừa tung hỏa mù Chọc tức đội ngũ khắp nơi Lập tức muốn tiêu diệt hắn Nhưng là đám tộc nhân tiền tài bị bắt Đó thật sự là tim đang rỉ máu Ai không biết giờ ba đầu tâm đen Trước đây ra sức xem xét Khi thần tử và thánh nữ của cảnh giới san hà Đã cắn được một miếng bự Khiến cho các tộc tổn thất Nhịn đau bị vơ vét Bây giờ thiên tài mạnh nhất Của trình độ kim thần trong tộc bị bắt coi là khiến trước mắt bọn họ đen xì Sớm bắt đầu kiêm báng to công ty thông thiên trùng động là quỷ hút máu người. Nhưng hắn tuyệt đối ác hơn quỷ hút máu trăm lần ngàn lần. Lần này quả thật là muốn lấy mạng người, tuyệt đối sẽ khiến các tộc đổ máu nhiều. Ta nói này các vị, các người thật là ý chí sắt đá, tiêm còn cứng hơn cả đá hầm câu. Cứ mở mắt trừng trệ tử trong tộc đầu rơi xuống đất sao. Tụng ngực con nói là tiền tài là vật ngoài thân. Các người cần nhiều thế làm gì, thế giới này thứ quý giá nhất là mạng người đấy. Sở phong lắc đầu thở dài, sau đó đối mặt với livestream vũ trụ, sách thẳng một tên thiên tài trình độ kim thân qua. Nhìn gương mặt trắng vạch của gã mà nói, vị huynh đài này, chúng ta gặp nhau chưa? Hình như ta nhớ là người có thể xếp vào 100 người trong bảng thiên tài toàn vũ trụ. Người nói xem, người cần gì phải khổ thế, chạy đến để ta bán sao? Người phải biết rằng, bị bán có nguy hiểm, vào chợ nhớ cẩn thận đây là một cái hố to dính máu người không thấy sao ông ngoại của người không thân cựu cựu không yêu không có ai muốn chuộc ngươi về đúng rồi lúc trước ở đây hình như ta nghe ngươi mắng sôi nổi nhất có phải không hả luôn châm biếm ta nói ta không xứng dùng cửa hàng vải vàng kia để mà tĩnh mịch đến biết bao nhiêu còn còn nói cái gì mà mà một tay là có thể bóp chết ta nhỉ còn có thể đánh hơn bất kỳ ai à Lẽ nào ngươi không nghe nói Thành rùi lộ ra sẽ gãy trước Không ai chuộc ngươi về Xem ra ngươi phải gãy trước thật rồi Sở phong nói xong Trong cửa hàng của hắn Giờ tay chém xuống Trực tiếp chặt người này Đầu thú lăn quay Người này hóa thành bản thể Là một hung thú khổng lồ Máu tươi như khói Lần giáp dày đặc vô cùng dữ tợn Hơi giống ác thú Trong tinh không khắp nơi chấn động Sớm bắt đầu ban đại đang nói còn ổn bây giờ trực tiếp chặt đầu người, thật sự quá hùng ác. Sau khi trưởng bối, một bộ tộc ác thú hắc lần này thấy được, đau tìm suýt chút bất tỉnh. Trước mắt trở thành bảo đen thật sự, trong miệng tanh tanh phun ra một ngụm máu lớn. Kỳ lân nhà ta, à lại chết như vậy, bị người ta giết rồi. Nó chính là cường giả của cấp kim thần, người có cơ duyên lớn, lại chết ở tuổi tráng niên. Sợ bà vừa người phát điên cái gì thế, vì sao không đợi ta chuộc người rồi hãy giết ta ta và người không đội trời chung phải giết người sinh hồn trường lão cai tộc giận dữ cầm lên rằng sắp cắn đứt đi tim đang rỉ máu nhịn không nổi nữa còn có thể trách sao ta đã nói bán rất lâu rồi càng người không ai mua ta tưởng chất lượng sản phẩm lần này quá kém không ai cần chỉ đành để giết ăn thịt thôi quay đầu mười một đám huynh đệ đến ăn lẩu ác thú á thần thú trình độ kim thân chắc hẳn mùi vị tươi ngon lục trước ăn không được nhiều sở phong không giải thích còn đỡ vừa giải thích quả thật dẫn tới lửa giận bưng bưng cả đám người đều muốn phun nước miếng cho ngập chết hắn ở mỹ cái gì cửa hàng sở ra trước này vẫn thế bảo đảm uy tín hàng hóa không tốt kiên quyết xử lý tuyệt đối không bán hàng giả hàng phách không đưa ra dối trẻ chất lượng bậc nhất được rồi tiếp tục mở bán nhưng người còn lại nếu mà không được mua nếu mà không ai mua thì cũng sẽ xử lý thành hàng giả. Bốn tiệm tha răng lỗ vốn tuyệt đối không bán phá giá hàng nhái. Những lời này vừa thốt ra, thập phương đều muốn chửi mẹ nó, nhưng không có ai dám lớn tiếng. Hơn nữa toàn bộ đều tranh nhau báo giá, sợ thiên tài trong tộc bị hắn coi thành hàng thứ phẩm tan phế mà xử lý. Một đám người hàng hai báo danh, vô cùng tích cực, chèn lấn chuộc nhân tài kiệt xuất trong tộc về, chỉ sợ bị sở phong đại ma đầu chặt mất mọi người đều hiểu rõ người bàn quang cũng hiểu đây chính là thủ đoạn của kẻ buôn người không cần mặt mũi cố ý chém một người những đặc sản còn lại đều bán được tuốt bây giờ không cần hắn nói nhiều các tộc nào dám không mua người này càng tích cực hơn người kia không cần hắn tiếp tục gào to ở chỗ đó có một điểm ta phải nhấn mạnh tiền vũ trụ và linh dược bình thường không lấy nữa ta chỉ hứng thú với dược của khu vực á thánh đương nhiên nếu các ngài cho ta thần dược Ta tuyệt đối không từ chối đâu Hoan nghênh và cảm ơn Có thể mặt không đỏ Tim không đập nhanh Nói ra mấy câu này Chỉ có sở phong thôi Vừa vét xảo trá Không tha cho ai Khiến cho các tộc Tiêu hào quá nhiều máu Quang nhân mặt mọi người đều xanh mét Một năm trước hắn chỉ bới tu luyện lục đạo luân hồi kim thân Nhưng bây giờ chỉ muốn dược phẩm á thánh Hắn cắn một miếng lớn Lại dược này người bình thường không nhận nổi nhưng mà không còn cách nào khác Không lấy dược phẩm chuộc người Tiên tài trong gia tộc sẽ phải chết Xả hàng tôn kho Đi ngang qua đừng bỏ lỡ Xeo ọp 100% Sở phòng xách theo đào lớn rêu trao Chuẩn bị xử lý hàng tôn kho Kết quả các tộc khác quả quyết Lập tức đồng ý yêu cầu của hắn Âm thầm liên lạc với hắn Đều cung cấp giá cả khiến sở phòng hài lòng Yên tâm Sau khi A Thánh dược đến thì ta đảm bảo lập tức gửi đặc sản đến nơi đảm bảo danh dự ngài nên tin cậy cửa hàng sở ra của ta nghe sở phong ở đây đăng ý mọi người đều muốn đập chết hắn ai có thể giết hắn ta không tin ta người kim thân đại viên mãn không phải đối thủ của hắn thì nhiều thêm vài người đảm bảo đánh chết được hắn một vài người cực kỳ tức giận rồi thế một màn này các tộc vũ trụ rất nhiều thiên tài ít nhất có trăm thần tử thánh nữ sau mặt sành lét bọn họ đều đã từng trải qua cảm nhận bị bán đi một lần và không muốn phải cảm nhận lần thứ hai lúc này sở phong sử dụng bằng hiệu vang của mình ở đó mở cửa hàng sở ra khá tự cho mình là tốt bụng nói các vị đừng có giận bây giờ các người cảm thấy bị ta bắt giữ có chút buồn bực nhưng qua mười năm trăm năm sau này các người sẽ coi đây là một vinh quang lời này vừa thốt ra sâu trong tinh hải nổ lo Sở ban đầu này thật là đáng giận Nàng buôn bán người còn vô sỉ tới như vậy Kích thích các tộc Chư vị vẫn nên để ta giải thích cho các ngươi vậy Lão Lư trong đại yêu đuối cồn lồn nói Ông ta rưỡi rưỡi đôi tay dài Nhà răng cửa nói Các người nghe ta nói Quả mấy năm nữa Ai còn chưa bị sở phong bán Người sẽ không tiện ra cửa Không xứng gọi là thiên tài Qua nhiều năm sau Các người sẽ phát hiện Chỉ có người được sở phong vừa đem mắt bán thì mới xứng đáng gọi là thiên tài. Tà Tháo, Tà Tháo, sao lại nói như thế? Lão Lư này có ai giải thích như ông không? Mẹ nó thật đúng là một lũ vô sỉ mà. Một đám người vẫn hộ lớn tiếng. Nhưng mà sở phong, lão thần ở đây, dáng vẻ chính là như vậy, gần đầu với lão Lư tỏ ý không tồi. Ê già tức chết ta rồi, thật là vô sỉ đến cùng cực, từng bị người ta bán mới xem là thiên tài, lấy đó làm vinh quang à? Sợ ban đầu sao người không đi chết đi Quá vô con mẹ nó xỉ Sợ ban đầu con đáng ghét hơn một năm trước Diệt toàn quân Sợ phong mỉm cười nói Ta quyết định rồi Sắp sửa đi xa du lịch toàn vũ trụ Ta muốn trong biển vũ trụ Nơi nơi đều là bạn của ta Thân tử thánh nữ từng bị tả bán cả người chuẩn bị kỹ càng để tiếp giá Nếu ta đi ngang qua tinh hệ của các người đang ở Sẽ đi thăm các người đấy Cả đám người đều không quan tâm nữa đây là vạch trần vết sẹo của người ta mà Sau đó rất nhiều người ôn ao la hét Sở phong đại ba đầu Chỉ cần ngươi dám ra đây nhất định sẽ tiêu diệt ngươi Trên thực tế Những lão bà đại mộng tịnh thổ Cũng không xem tiếp được nữa Cảm giác sở phong đang cố ý gây chuyện Các nàng đều cho rằng vốn dĩ tần lạc âm Lấy hắn làm bia ngắm Để người ta diệt đến hắn Kết quả lại bị hắn lợi dụng không xong Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn